Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Những ngày qua, vụ việc trường quốc tế Mỹ Việt Nam có tên viết tắt là AISVN nợ phụ huynh hơn 3.200 tỷ đồng tiếp tục gây rôn xao. Sự việc vỡ lở từ tháng 9 năm ngoái khi có nhiều phụ huynh treo băng rôn thậm chí cầu cứu vì không đòi nợ được trường quốc tế Mỹ. Đây vốn là số tiền phụ huynh cho trường vay không lãi suất, không tài sản thế chấp, chỉ thông qua hợp đồng vay vốn. Bù lại, con của họ được học miễn phí, trường sẽ trả lại số tiền vay khi học sinh tốt nghiệp hoặc chuyển trường. Cho đến giữa tháng 3 năm nay, trường quốc tế Mỹ phải tạm thời cho học sinh nghỉ học khiến phụ huynh bức xúc và lo lắng. Khó khăn về tài chính, không có khả năng chi trả lương cho giáo viên, đến nay nhiều giáo viên đình công, có thời điểm chỉ còn 18 đến 19 giáo viên đến trường giảng dạy. Mới đây, tại buổi họp báo của thành phố, bà Lê Thụy Mỹ Châu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bà Nguyễn Thị Út Em, chủ tịch hội đồng trường đã cam kết trong một tuần sẽ mời gọi làm việc với các quỹ đầu tư để có lộ trình, phương án đảm bảo việc dạy học và học trao sinh, chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật nếu không thực hiện đúng cam kết. Song song đó, Sở đề nghị các phòng giáo dục trường công lập tư thục có vốn đầu tư nước ngoài tạo điều kiện để học sinh nếu có nhu cầu có thể chuyển trường về vấn đề trên một phụ huynh cho con học tại trường quốc tế mỹ việt nam cho biết chưa quyết định gì trong giai đoạn này trong khi đó một nữ phụ huynh khác chia sẻ chị đã tìm hiểu một trường quốc tế tương đương để ưu tiên việc học cho con trong khi bộ phận phụ huynh còn lại ngỏ ý với sở giáo dục và đào tạo không muốn chuyển trường mà chỉ muốn trao đổi với chủ đầu tư trường để nắm quyền tiếp quản điều hành trường để duy trì việc học cho con tuy nhiên nguyện vọng này của phụ huynh vượt quá quyền hạn của sở giáo dục và đào tạo sau sự việc này, một số trường quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đưa ra chính sách dành cho phụ huynh trường quốc tế Mỹ Việt Nam nếu có nhu cầu muốn chuyển